Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube chính thức của báo điện tử VTC News. Thưa quý vị, sau khi bế mạc kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa 15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành thông báo về việc thực hiện quyền Chủ tịch nước sau khi thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Võ Văn Thưởng. Phó Chủ tịch nước bà Võ Thị Ánh Xuân sẽ giữ quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới. Sáng ngày 21 tháng 3, sau khi bế mạc kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa 15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành thông báo về việc thực hiện quyền chủ tịch nước. Theo đó, bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước, giữ quyền chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu chủ tịch nước mới. Việc bà Võ Thị Ánh Xuân làm quyền chủ tịch nước căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, luật tổ chức Quốc hội và kết luận của Bộ Chính trị về việc phân công Ủy viên Trung ương Đảng giữ quyền chủ tịch nước. Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân, sinh ngày 8 tháng 1 năm 1970, quê quán xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Bà Võ Thị Anh Xuân có trình độ cử nhân sư phạm hóa học, cử nhân lý luận chính trị. Bà Võ Thị Anh Xuân là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11 dự khuyết 12, 13, đại biểu Quốc hội khóa 14, 15. Trong quá trình công tác, bà Võ Thị Anh Xuân từng kinh qua các chức vụ Phó Chủ tịch, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang, Phó trưởng Ban Dân vận, tỉnh ủy An Giang, Bí thư thị ủy Tân Châu, tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, Bí thư tỉnh ủy An Giang. Ngày 6 tháng 4 năm 2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 14, bà Võ Thị Ánh Xuân được bầu làm Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2016-2021. Tháng 6 năm 2021, bà Võ Thị Ánh Xuân trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Tháng 7 năm 2021, bà được Quốc hội khóa 15 bầu tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026. Theo thông cáo từ Văn phòng Trung ương Đảng, ngày 20 tháng 3, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 họp xem xét và cho ý kiến về nguyện vọng thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác và nghỉ hưu của ông Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quốc phòng an ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Theo ban chấp hành trung ương, ông Võ Văn Thưởng là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và nhà nước. Tuy nhiên vừa qua, theo báo cáo của Ủy ban kiểm tra trung ương và các cơ quan chức năng, ông Võ Văn Thưởng đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên bộ chính trị, ủy viên ban bí thư, ủy viên ban chấp hành trung ương Đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Những vi phạm khuyết điểm của ông Võ Văn Thưởng đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, nhà nước và cá nhân. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, nhà nước và nhân dân, ông Võ Văn Thưởng đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác. Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của ông Võ Văn Thường, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Võ Văn Thường thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Ban chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định. Thưa quý vị, ngày 20 tháng 3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ông Phạm Anh Tuấn đã có buổi đối thoại trực tiếp với 200 cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên đại diện cho hơn 327.000 thanh niên trên địa bàn tỉnh. Tại buổi đối thoại, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định chia sẻ, lúc nào ông cũng có suy nghĩ Bình Định sẽ phấn đấu đẹp như Paris thay vì bằng Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi đối thoại với chủ đề khát vọng cống hiến và đổi mới sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và phát triển tỉnh Bình Định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, điều kiện tiên quyết để phát triển chính là yếu tố con người. Các đoàn viên thanh niên phải ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực chuyên môn, có tâm huyết, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, đột phá, thực sự đi vào chiều sâu vì lợi ích chung của quê hương đất nước. Tỉnh sẽ có những cơ chế chính sách mở để thu hút thanh niên sau khi tốt nghiệp đào tạo bồi dưỡng bài bản để thanh niên trưởng thành có thể cáng đáng tốt các công việc nhiệm vụ được giao. Tỉnh cũng sẽ ưu tiên nguồn lực cho hoạt động khởi nghiệp, định hướng nhân rộng các mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi ra toàn tỉnh, nhằm tiếp sức tạo động lực để giới trẻ phấn đấu, thực hiện khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng. Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, với vị trí địa lý tự nhiên, Bình Định hội tụ rất nhiều yếu tố và dư địa phát triển trên mọi lĩnh vực. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 xác định 5 trụ cột ba khâu đột phá trong phát triển, trong đó, đột phá về thể chế chính sách, hạ tầng và nguồn nhân lực. Nguồn nhân lực chính được đào tạo từ thanh niên, thanh niên có chuyên môn nghiệp vụ bài bản, đủ phẩm chất đạo đức tốt, chính quyền sẽ chào đón tới dạng thu hút tài năng, được định hướng đào tạo làm lãnh đạo trong tương lai. Do đó, ông Phạm Anh Tuấn yêu cầu thanh niên cần học tập, rèn luyện tri thức đạo đức, đặc biệt phải nghĩ lớn, mạnh dạn làm và có tham mưu đột phá. Ông Phạm Anh Tuấn giải bày Lúc nào tôi cũng nói với anh em phải nghĩ Bình Định phấn đấu như Paris. Tại sao phải nghĩ Bình Định phấn đấu bằng Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh? Tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy mà lúc nào cũng nghĩ phấn đấu như Paris. Nghĩ như vậy thì sẽ tạo ra cách làm đột phá, cách làm mới. Ông Phạm Anh Tuấn cũng đưa ra dẫn chứng, hiện nay ứng dụng công nghệ thay đổi sẽ làm được rất nhiều thứ về cơ bản hạ tầng ở Bình Định tốt, quy hoạch xây dựng không bị vỡ trận, không gian tự nhiên nguyên vẹn ông phạm anh tuấn nói còn mọi thứ vẫn đang bắt đầu làm thì tại sao không làm đẹp được như paris nếu muốn được như vậy thì phải suy nghĩ lớn hơn chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình định còn dẫn chứng khi đến các tiểu vương quốc ả rập thống nhất tham quan đảo cọ ở đây ông đánh giá không đẹp bằng thiên nhiên ở bình định nhưng lại được cả thế giới tìm đến họ tạo ra đảo cọ để kinh doanh trong khi đó bình định đang có sẵn đảo tự nhiên ông phạm anh tuấn chia sẻ Ông nói vậy để đoàn viên thanh niên phải nghĩ lớn, mạnh dạn làm và tham mưu đột phá vì lợi ích chung, phải rèn luyện vượt khó, lúc còn thanh niên trai trẻ mà kinh qua nhiều việc khó thì chắc chắn sau này sẽ trưởng thành, nếu lúc trẻ được ưu ái, được bế vào các vị trí không trải qua giai đoạn trưởng thành thì sau này gặp rất nhiều rủi ro. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định cho rằng, lúc này đã không còn chuyện cán bộ ngồi im chờ đến lượt bổ nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị cắt chức, làm không cẩn thận vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý theo đúng quy định vậy nên phải làm thật phải có thành tích mới được cân nhắc bổ nhiệm nếu không có thành tích cứ sợ ngồi im không chịu làm việc thì không có ai bổ nhiệm vị trí mới thậm chí đến lúc tái bổ nhiệm sẽ không được